Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Hôm nay xin mời các vị lắng nghe đề tài giai điệu tu tâm của tôn giả Nhị Thập Ức Nhĩ. Các vị nghe đề tài lạ không? Tu mà cũng giống như nhạc vậy đó. Gọi là giai điệu tu tâm của tôn giả Nhị Thập Ức Nhĩ. Nhị thập là bao nhiêu? Hả? Nhị thập là bao nhiêu? 20. Ức. Ức là bao nhiêu? Ức là 100.000 phải không? Ngàn, vạn, tức ức phải không ạ? Ức là 100.000 mà 20.000 tức là phải 2 triệu không? Dạ thì tôn giả Nhị Thập Ức Nhĩ là một vị nhạc công, một vị nhạc công gọi là thiên phú. Cô đi, cô nhìn cái máy camera giùm chút xíu cô ơi. Thôi xong rồi, đoạn phim tiêu rồi. Cái máy camera ở sau lưng cô thấy không? Tại vì các vị đi nó quay nó che mất ra cái đoạn phim này thôi xong. Rồi chúng ta quay trở lại. Hôm nay chúng ta lắng nghe đề tài giai điệu tu tâm của tôn giả Nhị Thập Ức Nhĩ. Nhị Thập Ức Nhĩ là một vị tỳ kheo đắc quả A La Hán. Ông xuất thân từ một nhạc công, không phải là một nhạc công trong đời này mà ông còn là một vị nhạc công trong nhiều đời nhiều kiếp. Vì vậy cho nên khi ra đời ông đã mang trong người hạt giống chủng tử thiên phú và âm nhạc. Câu chuyện này được biên tập lại trong kinh Tạp A Hàm, bài kinh số 256 có tựa đề Nhị Thập Ức Nhĩ. Tôn giả A Nan kiết tập như sau: tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Trúc Ca Lan Đà thành Vương Xá. Bây giờ có tôn giả Nhị Thập Ức Nhĩ ở núi Kỳ Xà Quật, thường tinh tấn chuyên cần tu tập Quán Bồ Đề Phần. Tôn giả Nhị Thập Ức Nhĩ một mình lặng lẽ thiền tư và nghĩ rằng: ở trong hàng đệ tử thanh văn tinh tấn chuyên cần bậc nhất của Đức Thế Tôn, ta có mặt ở trong đó, nhưng hôm nay ta chưa diệt tận được lậu hoặc. Đây là một nỗi niềm phải không thưa quý vị? Nỗi niềm này có khi cũng giống với chúng ta. Có khi chúng ta xét thấy rằng ở trong chúng đệ tử xuất gia đương đại này, chúng ta tinh tấn hơn đa số người khác. Hoặc nói cách khác, trong số những người siêng năng tinh tấn tu hành, ta là người có mặt ở trong đó.
Tôn giả còn tìm tới một nơi lặng lẽ bên núi Kỳ Xà Quật hay gọi là Linh Thứ. Bên một cái triền núi, nơi đó có gió thổi, có trăng, có sao, có cây cối. Ngài rất yêu thích ở nơi đó. Đó cũng là nơi mà nhạc trời Càn Thác Bà xuống tại Linh Thứ ngồi tĩnh tọa một chút. Và với đôi tai siêu việt của Càn Thác Bà, ông có thể lắng nghe tất cả giai điệu âm thanh của thế gian. Và ông gom lại thành một cái nhạc phẩm hết sức là tinh túy. Ông đến trước mặt Đức Thế Tôn để mà trỗi lên cúng dường Đức Thế Tôn ngay tức khắc. Nhạc trời Càn Thác Bà là nhạc trời của vua trời Đức Thích. Ở nơi đó là nơi mà có một cái cảnh giúp cho người ta thích thú trong cái giai điệu của trời đất. Thì tôn giả Nhị Thập Ức Nhĩ cũng tìm tới nơi đó, nhưng không phải để ông sáng tác nhạc. Bởi vì chẳng qua ông yêu thích cái cảnh duyên như vậy thôi. Rồi ông siêng năng tinh tấn quán Bồ Đề Phần, hay gọi là Thất Bồ Đề Phần, hay gọi là 37 phẩm trợ đạo, là những gì? Là những phần hỗ trợ cho chúng ta chứng đạo Bồ Đề. Và ông ta tu tập đầy đủ hết, nhưng mà tu hoài tu mãi, thật là siêng năng, thật là tinh tấn, thật là cần cù mà không có chứng đạo. Tâm lý này, ngày xưa thầy có một vị thầy bạn rất là siêng năng tinh tấn, thức khuya dậy sớm hơn anh em huynh đệ. Và trong hoàn cảnh khó khăn nhất, ông thường hy sinh chia sẻ phần thuận lợi cho anh em huynh đệ, những người siêng năng tu tập. Tu viện có một giờ giải lao một ngày, một tiếng đồng hồ. Nhưng vị thầy này dùng giờ giải lao đó cho một giờ lễ sám riêng của mình, tức là sức tinh tấn hơn người khác. Nhưng rồi thưa các vị, sau một thời gian, tâm tức giận và sân của ông cứ khởi lên. Và có lần ông nói thế này: ông phát nguyện tu, ông không thành Phật, không giải thoát, ông muốn thành thần, để ai mà không có chịu tu hành, ông vẹn đầu hết. Tại vì sao? Bởi vì ông siêng năng, ông tinh tấn, mà ông nhìn xung quanh những cái nghiệp chướng phàm phu, ông chướng tai gai mắt. Và ông bực bội, ông khởi lên. Thật là tội nghiệp. Tại vì ông muốn tu, và ông muốn mọi người tu, chứ không phải ông muốn mọi người cái gì hết á. Nó có những cái loại tâm lý như vậy. Nhưng ở đây Nhị Thập Bất Nhĩ thì không phải như vậy, mà ông nghĩ rằng ta là con nhà danh tiếng, nhà nhạc công mà thiên phú từ thuở nhỏ, mà xuất gia là cả một cái làng nhạc là ai cũng là nghe tiếng, ai cũng ngưỡng mộ. Và ta có nhiều của cải quý báu, vậy thì thôi ta hoàn tục đưa hướng thọ ngũ dục, rồi lấy tài sản đó làm phước bố thí rộng rãi còn tốt hơn là bây giờ. Tại sao? Bởi vì ông tuyệt vọng trong con đường tu tập. Tại sao mọi người có thể chứng đắc dễ dàng, còn ông thì siêng năng ở trong hàng những người tinh tấn, nhưng lại không có kết quả giải thoát? Phải chăng mình không có duyên? Phải chăng mình không có thể đắc đạo? Phải chăng con đường tu học đối với mình không có lợi ích gì ở trong kiếp này? So sánh mình kế thừa gia sản tràn đầy, thôi thì về sống như một người cư sĩ tại gia làm Phật tử, rồi kế thừa tài sản đó bố thí cúng dường, tạo duyên lành khác cho kiếp mai sau. Nghĩ như vậy là lối suy nghĩ rất bình thường, phải không ạ? Rất bình thường. Nhưng ở trong đạo giải thoát thì đó là lối suy nghĩ hạ liệt.
Bởi vì sao? Bởi vì tất cả phước báo của con người và những gì siêu việt của thế gian này, khi chúng ta chứng đắc thánh quả thì nó trở thành vô nghĩa. Vì sao? Bởi vì những điều siêu việt đó không ngoài thế giới hữu vi vô thường. Mà bậc thánh giải thoát khỏi hữu vi vô thường thì những giá trị trong hữu vi này không còn có ý nghĩa nữa. Do đó mà xét với thánh quả giải thoát thì tất cả thế gian này đều hạ liệt. Hạ liệt là gì? Là hạ là thua, liệt là kém, thấp kém so với quả vị giải thoát. Nhưng con người chúng ta thường hay sinh tâm này. Trong đời sống tu tập chúng ta cũng sinh tâm này. Chúng ta đi chùa học đạo không có hiểu đạo, không liễu ngộ được chân lý. Vậy cho nên chúng ta sống ở trong tính căn. Xin nói là tính tâm chứ không phải tính căn, tính tâm. Tính tâm tức là có niềm tin thanh tịnh trong sáng lên Đức Phật, lên Pháp và lên Tăng. Nhưng rồi chúng ta lại chứng kiến những sinh hoạt đảo điên của phàm phu Tăng. Thế là chúng ta thối thất tâm. Do vì cái tâm của chúng ta nó không được soi sáng bằng hiểu biết, bằng trí tuệ. Vì đó cho nên chúng ta rơi vào trạng thái thối thất. Do vậy mà ở tại Bồ Đề Phật Quốc chúng ta xây dựng tính căn. Xây dựng tính căn là niềm tin chân lý hình thành trên nền tảng hiểu biết. Hiểu biết không thể nào nghe một bài kinh mà liễu ngộ, mà nó phải giữ mình ở trong môi trường bốn đại tông chỉ lâu dài. Giống như cá ướp lâu ở trong muối thì không có bị mặn, không có bị rửa, phải không ạ? Nó cũng như vậy. Tâm chúng ta tuy là phàm phu hư hỏng, nhưng nỗ lực giữ ở trong giáo pháp dài lâu thì chắc chắn nó sẽ được giải thoát trong đó. Nếu như không phải vậy thì Thế Tôn đã không tuyên bố rằng nếu như có chúng sanh trong luân hồi sinh tử ngừng lại trong giáo pháp của ta chỉ giây lát thôi thì cũng có thể giải thoát khỏi bốn bậc lưu, đó là vô minh bậc lưu, hữu bậc lưu, ái bậc lưu và kiến bậc lưu. Những bậc lưu đó, nó bậc lưu tức là như thác chữ cuồn cuộn ở trên đổ xuống, khó có ai băng qua được. Vô minh của chúng ta nó mạnh như vậy, chấp hữu mạnh như vậy, kiến chấp chúng ta mạnh như vậy, và ái nhiễm chúng ta mạnh như vậy đó. Nhưng kỳ diệu thay, ở trong giáo pháp của Như Lai, chỉ cần chúng ta ngừng lại trong giây lát thì đều có thể vượt qua được. Vậy thì chúng ta giữ mình ở trong bốn đại tông chỉ để chúng ta vượt qua khỏi bốn bọc lưu. Điều đó có nên hay không? Có nên hay không? Cho nên thưa quý vị, chúng ta chiêm nghiệm như vậy, đó là thánh trí, đó là giải thoát. Còn đem những ưu thế của thế gian để chúng ta so sánh với đạo giải thoát thì tâm sẽ rơi vào chỗ hạ liệt. Và tôn giả Nhị Thập Ức Nhĩ có cơ sở để suy nghĩ như vậy. Bởi vì các vị đệ tử của Phật, những vị tinh tấn, ta cũng đỡ nhất, ta cũng đâu có thua ai. Ta cũng tìm tới nơi vắng vẻ trầm tư, ta cũng khất thực, ta cũng thực hiện đầy đủ những giáo pháp trang nghiêm như là các vị thánh giả. Nhưng mà ta tu hoài tu mãi, tại sao chúng ta không chứng gì hết? Tại sao như vậy? Cho nên tự nghĩ tủi thân, nghĩ rằng mình không có duyên với đạo trong kiếp này, và đem so sánh với con đường gia sản cơ nghiệp của mình, thì biết đâu mình hoàn tục, sống như người cư sĩ tại gia, giữ năm giới, rồi lấy tài sản đó cúng dường bố thí, hộ trì chánh pháp. Biết đâu đó cũng là duyên lành cho đời khác, và như vậy còn tốt hơn. Nếu như ta không có thừa tài sản kho đụng tràn đầy đó, sẽ bị xung quan, sẽ bị xung công, bởi vì nếu không có người có thừa mà. Cho nên ông nghĩ như vậy hoàn toàn là đúng. Chúng ta mới đọc vô thánh kỳ, nhưng mà chúng ta nghiễm ra ở trong cuộc sống và nghiễm lại lòng mình thì mình cũng như vậy đó. Mình lấy hay như vậy đó. Hạt giả mình đi
học Phật pháp ở Bồ Đề Phật Quốc một thời gian, mình thấy rằng mình học sao không tiến bộ gì cả. Cho nên chắc lẽ rằng là mình là gọi là ngu lâu dốt bền. Vậy làm sao đây? Cho nên thôi, có lẽ rằng là mình niệm Phật thì hay hơn. Ở nhà niệm Phật thì hay hơn. Còn tới chùa, tại sao chùa nhiều chuyện quá? Chùa làm sao mà nhiều chuyện được? Chùa bằng coi, bằng cối, bằng xi măng sắt thép, làm sao nó há miệng? Không có nhiều chuyện, nhưng mà con người nhiều chuyện chứ không phải chùa nhiều chuyện. Đúng hay không à? Mà con người thưa các vị á, ở trong nhà của các vị cũng quá nhiều chuyện vậy. Con mình để ra, nó cũng vẫn có những suy nghĩ theo ý của nó, chứ đâu phải là nó theo mình. Anh chị em cùng cha cùng mẹ, nhưng mà mỗi người mỗi khác rồi. Thì huống chi là chúng ta tập trung lại ở trong một cái tập thể đông đảo, và mỗi người sẽ có cách hành xử theo theo cái cảm tính của mình. Chỉ có một số biết suy nghĩ, nhìn trước nhìn sau, cái gì nên nói, cái gì nên làm, thì đây là người có trí. Còn đại đa số là chúng ta hành động theo quán tính. Mà quán tính thì dĩ nhiên nó sẽ va chạm và gây phật lòng cho người khác. Thế rồi chúng ta thôi, ở chùa nhiều chuyện quá, ở nhà mình tu tập có vẻ tốt hơn, mình niệm Phật tốt hơn. Và thưa thầy, con không cần thọ mắt con trai, ở nhà con mở tivi lên con thọ. Cũng có người nghĩ như vậy. Rồi có người nói rằng bây giờ Phật pháp thầy giảng lên tivi, con đâu còn đi chùa nữa, tại đi chùa thầy cũng nói nhiều đó thôi. Họ nói có lý đấy chứ. Nhưng mà thưa các vị, tâm của chúng ta cứ co rút vào ở trong một căn phòng, sự giải thoát đó nằm ở trong tướng tâm giải thoát, chứ không phải là sự giải thoát tự nhiên đâu. Cũng giống như là nhị thập bất nhị, cái duyên này chúng ta phân tích rộng ra, chúng ta thấy chúng ta y như Ngài vậy đó. Và câu chuyện của Ngài hôm nay lại trở thành bài học lớn cho chúng ta. Thưa các vị, lúc bây giờ Đức Thế Tôn biết tâm niệm nhị thập ức nhĩ. Tâm của chúng ta phát nguyện hay là thối thất, Phật đều biết hết. Đừng cho rằng Phật niết bàn, Phật không biết. Nhưng duyên của chúng ta đi đâu là chuyện của chúng ta. Làm cái gì cũng là chuyện của chúng ta. Đến với đạo giác ngộ là điểm đích. Mỗi người chúng ta có một số chướng ngại khác nhau. Chướng ngại do sức khỏe, chướng ngại do sở thích, chướng ngại do sự chi phối của bạn bè thân thiết, chướng ngại do chính cái suy nghĩ của mình, vọng cầu của mình nữa. Nó chướng ngại nhiều kiểu khác nhau, mà gọi là chướng duyên, chướng ngại. Nếu chúng ta không nỗ lực tự vượt qua những chướng ngại, thế nào chúng ta cũng thối thất. Và chúng ta đã sinh tâm thối thất, không ai có thể ngăn cản mình được. Thế Tôn nói không có cái tâm nào khó sử dụng bằng tâm người không chịu tu tập. Và ta cũng thấy trên đời không có cái tâm nào dễ sử dụng bằng tâm người tu tập. Phát tâm tu tập thì từ bi hỷ xả, phát tâm tu tập thì hoan hỷ trước thuận và nghịch, phát tâm tu tập thì có gì ăn đó, ăn mặc ở là chuyện thường tình, là chuyện phàm phu không đáng kể. Phát tâm tu tập chúng ta sẽ sống như vậy, sẽ sống không vì mình mà tất cả vì mọi người. Cho nên người ấy sẵn sàng có thể là thích ứng trong tất cả mọi hoàn cảnh mà tâm không sinh phiền não. Còn nếu như không phát tâm tu tập thì bắt đầu có vô số yêu sách. Đây là điều vừa ý, kia là điều không vừa ý. Đây là điều chấp nhận, kia là điều không chấp nhận. Đây là điều đẹp, kia là điều xấu. Và bắt đầu tâm nó khởi lên sự yêu sách tất cả hoàn cảnh, làm sao phải thật là thuận theo chúng ta. Và lúc đó cái tâm chúng ta nó thích thú, nó nhắm mắt nhắm mũi lại, nó cười giống như là thổ địa cười chè. Chẳng qua là thỏa mãn một chút ngọt ngào như vậy thôi, nhưng vọng tưởng nó trịch trở lại. Và hôm sau lại không thích chè đậu nữa mà phải thích chè khác. Nó gọi là tâm không chịu tu tập.
Quán chiếu điều này để thấy rõ nội tâm của mình. Thấy rõ nội tâm của mình thì mình buông nó xuống, bỏ nó xuống. Bỏ nó không nổi thì lạy Phật, xin Phật gia hộ cho con, để con có sức mạnh để con bỏ đi cái thói hư tật xấu của con. Lạy Phật là đỡ như vậy, chứ không phải là lạy Phật đỡ Phật làm tất cả mọi việc cho mình vừa ý. Chúng ta nương vào Phật, tại sao Phật trải qua A Tăng kỳ kiếp có thể khổ hạnh tu tập? Còn chúng ta so với khổ hạnh của Ngài thì chẳng là gì, mà tại sao chúng ta còn muốn Ngài phải làm thêm cho mình nữa? Chúng ta nghĩ như vậy thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy là mình thật là quá, phải không? Thầy phải biết ngừng lại. Thành ra ở đây tôn giả nhị thập ước nhĩ khởi tâm như vậy, Đức Thế Tôn biết rõ, biết rõ. Ngày ấy Thế Tôn còn hiện thân, bây giờ Ngài đã vô dư niết bàn. Nhưng đừng cho rằng Đức Thế Tôn đi vào vô dư niết bàn thì Ngài không còn bàn bạc khắp mỗi nơi. Một vị chứng đắc được vô tướng thiên, trường thọ thiên, những cái cảnh giới đó người ta đã sống lâu, thật lâu. Đừng nói chỉ Đức Như Lai tích lũy công đức lâu dài như vậy, to lớn như vậy. Thành ra sự ẩn sự hiện của Phật chỉ là duyên ở thế giới này, còn chúng ta khởi tâm niệm thì Phật đều chứng biết. Thành ra ở đây chúng ta thấy tôn giả nhị thập ức nhĩ khởi nghĩ đó và Phật chứng biết, cho nên Phật sai một vị tỳ kheo. Ngài sai rằng ngươi hãy đến chỗ nhị thập ức nhĩ báo là Thế Tôn cho gọi. Và vị tỳ kheo đến nói với thị nhập nhị thập ức nhĩ rằng là Đức Thế Tôn cho gọi thầy. Nhị thập ức nhĩ đi theo, nghe theo tỳ kheo kia bảo là đại sư gọi, liền đến chỗ của Đức Thế Tôn đánh lễ sát chân rồi lui qua ngồi một bên. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo nhị thập ức nhĩ rằng có thật ngươi ở một mình lặng lẽ thiền tư suy nghĩ rằng ở trong hàng thanh văn đệ tử tinh tấn chuyên cần của Đức Thế Tôn ta có trong số đó, nhưng mãi đến hôm nay ta vẫn chưa diệt tận các lậu hoặc. Ta là con nhà danh tiếng có nhiều của cải quý báu, tốt hơn ta nên hoàn tục để hưởng thọ ngũ dục rồi làm phước bố thí rộng rãi, có phải như vậy không? Thưa các vị, lúc bây giờ nhị thập ức nhĩ nghĩ rằng Thế Tôn đã biết tâm của ta, và nhị thập ức nhĩ vừa kinh ngạc vừa sợ hãi tới mức là lông tóc dựng đứng. Và Ngài nói rằng bạch Thế Tôn, quả thật đúng như vậy. Phật bảo nhị thập ức nhĩ rằng nay ta hỏi ngươi, ngươi cứ theo ý mình mà trả lời cho ta. Bậc đạo sư khai thị dùng trí mà nhận biết, và chúng ta dựa theo đây để chúng ta có khi thối thất tâm thì biết cách tác ý để giữ tâm của mình chân chính trong pháp. Ngươi cứ theo ý mà trả lời cho ta. Này nhị thập ức nhĩ, khi ngươi còn ở đời ngươi đàn hay lắm phải không? Chúng ta thấy Thế Tôn rất là khéo, là sử dụng ngay cái nghiệp thọ sở trường của nhị thập ức nhĩ. Thế Tôn hỏi lại, Ngài nói bạch đúng như vậy. Thế Tôn nói theo ý ngươi thì thế nào? Khi người khấy đàn, nếu dây đàn của nó căng quá, âm thanh có hòa nhã và vi diệu không? Bạch Thế Tôn, không. Thế nào này nhị thập ức nhĩ, nếu dây đàn của nó trùng quá, âm thanh có phát ra hòa nhã và vi diệu không? Bạch Thế Tôn, không. Đạo lý này chúng ta hiểu phải không? Và Thế Tôn nói thế nào nếu biết điều chỉnh sợi dây đàn không căng quá cũng không trùng quá, sau đó mới phát ra âm thanh hòa nhã vi diệu, có phải như vậy không? Bạch Đức Thế Tôn, đúng như vậy. Từ câu chuyện là lên dây đàn, Thế Tôn dạy nhị thập ức nhĩ như sau: người nào tinh tấn thái quá thì sẽ tăng thêm trạo cử.
Đó là chân lý. Khi chúng ta tinh tấn thái quá, chúng ta tự khắc khổ ở trong một cái môi trường, và nhất nhất là như vậy như vậy, lúc đó tâm chúng ta nó giống y như là một con trâu mà bị dồn vào trong sự khó nhọc. Nhất thời nó tuân thủ từng bước chân, nhưng ở trong đó nó tìm cách vẫy vùng phản kháng. Và như vị thầy mà thầy nhắc từ đầu, dồn tâm ở trong sự tinh tấn thái quá, nhưng khổ thay cái tâm đó nó không dừng ở chỗ là tu cho bản thân mình, mà năm căn thường có xu hướng là tiếp xúc năm trần. Cho nên trong cuộc sống, lỗ tai thì nghe tiếng nói, mắt thì nhìn hình hài cảnh sắc, mắt thấy tai nghe, đem cái điều mắt thấy tai nghe so với công phu tinh tấn của mình, thì lúc bây giờ rồi còn đem so với một hai câu kinh mà mình học được trong thánh giáo, rồi bắt đầu mình so sánh chấm điểm người này, chấm điểm người kia, và lúc thì chúng ta kính ngưỡng, lúc thì chúng ta thất vọng, lúc chúng ta say sưa, lúc chúng ta chán nản. Tâm này chính là tâm trạo cử. Trạo cử là lênh xênh không đứng yên, lênh xênh việc này, lênh xênh việc nọ. Ở đời cũng thế, nếu như chúng ta làm một cái công việc nào đó mà chúng ta quá siêng trong công việc đó, chúng ta ngủ không có yên. Có đúng vậy không? Vì sao như vậy? Bởi vì tâm trạo cử, cái tâm trạo cử nó không ngừng hoạt động, cho nên nó ngủ không có yên. Thầy cũng bị chỗ này này. À, tại vì nằm xuống có khi cái đầu nó không ngủ. Và nhất là ngày đó mà có nhiều việc mà nó có cái tính là nguy hiểm cho đạo tràng và chướng ngại cho công trình xây dựng đại học, thì lúc bây giờ tâm nó sẽ khởi lên sự tinh tấn tới mức là hấp tấp, muốn công việc đó nhanh chóng được giải quyết, xem kết quả sau đó nó như thế nào. Vậy mà ngủ, rõ ràng cũng ngồi thiền đàng hoàng, cũng buông xả đàng hoàng, nhưng sự buông xả không đủ, cho nên khi ngủ xuống vẫn thấy nó còn làm gì không? Và có khi không có nhầm lẫn giữa trạng thái trạo cử ngủ xuống nó biến thành một áp lực, không có ngủ sâu, với một cái trạng thái là thớ nhập các quốc độ khác. Đây là do bản nguyện độ sanh. Ở trong một sát na, chư Phật hóa hiện vô lượng thân ở vô lượng quốc độ và độ tận chúng sinh ở trong đó. Cảnh giới này thì nó hơi siêu việt khó hiểu, không bàn ở đây, chỉ nói đến chúng ta siêng năng thái quá. Siêng năng thái quá nó tạo ra trạo cứ giống như con ngựa ở trong chuồng, đi qua đi lại, tránh việc gì xong hết, cũng không cần việc gì hết, nhưng mà cứ đi tới đi lui, không yên một chỗ. Tâm như vậy không thể giải thoát, đây gọi là tinh tấn thái quá. Các vị có ai bị như vậy không? Hả? Có không? Có nhưng mà chắc ít, đúng không? Nhưng mà ngược lại thì nhiều. Còn người thiếu tinh tấn thì sẽ sinh ra giải đãi. Cái này nhiều nghe không? Cái này nhiều. Thiếu tinh tấn tức là hở chút là nghỉ ngơi, nghĩ tới cái chuyện nghỉ ngơi, nghĩ tới cái chuyện an hưởng, nghĩ tới cái chuyện này chuyện nọ, hơi chút là cứ nghĩ tới cái điều là nghỉ ngơi. Không những nghĩ mà còn ngơi. Thầy dùng chữ nghỉ ngơi không có thừa đâu. Nghĩ là sao mà ngơi là sao? Hả? Nghĩ là ngừng lại phải không ạ? Ví dụ như mình ngủ á, mình ngủ, mình thức dậy rồi, nhưng mà mình muốn kéo dài cái cảm giác là thoải mái đó, thoải mái mà không có hoạt động đó, thì trạng thái đó là ngơi á. À, chúng vậy, cái trạng thái ngơi nó dài lắm. À, ngủ rồi nghỉ rồi ngơi. Ngủ thì say sưa không biết gì, còn nghỉ thì nằm xuống hít thở cho nó ngừng lại thôi. Nhưng mà cái trạng thái ngơi á,
trạng thái người đó nó dài lắm. Và từ đó mà thân chúng ta trở thành vật vô dụng, cũng năm căn, cũng tứ đại mà trở thành vật vô dụng, không có thọ trì chút giáo pháp nào và cũng chẳng đem đến lợi lạc cho ai. Nhưng khổ thay, cuộc sống thì phải ăn xài. Chứ làm gì cuộc sống này mà tôi không làm gì cả, tức là tôi không có làm việc xấu. Thực ra tôi không làm gì cả, nhưng tôi đang làm một việc xấu. Đó là gì? Đó là tôi phải tồn tại và thọ dụng môi trường của sự tồn tại. Cơm ở đâu có ăn, áo ở đâu có mặc, nước ở đâu có uống, đường xá quang đãng sạch sẽ, ai dọn dẹp, ai tổ chức, công lao sức lực của ai? Rõ ràng không làm gì cả, tức là chúng ta đã nợ của mọi người. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy mỗi người chúng ta có cách suy nghĩ, và chúng ta thấy rằng chúng ta tạo trạo cứ quá, siêng năng quá nó thành ra trạo cứ, còn giải đãi quá thì nó trở nên là gì? Là thụ động. Và ở đây chúng ta thấy rằng tinh tấn quá giống như dây đàn kinh, còn giải đãi thì giống như là gì? Dây đàn trùng, cả hai thấy đều chán ghét hết. Những dây đàn mà căng quá, đàn thật là đau tay, chẳng ra tiếng, từng từng từng, còn dây đàn nó chung quá, cứ từng từng từng, hai sáu dây giống y chang, không ra tiếng nào khác hết. Rồi như vậy thì ở đây Thế Tôn nói rằng, cho nên ngươi phải bình đẳng trong tu tập và nhiếp thọ. Bình đẳng trong tu tập, bình đẳng trong tu tập và nhiếp thọ là một trạng thái mà chúng ta giữ đều đặn. Ví dụ chúng ta muốn học đạo giải thoát, tối thiểu chúng ta phải cần một tuần 4 bữa, không thể thấp hơn, và phải tối thiểu là 9 giờ đồng hồ ở trong môi trường này. Thầy đang nói môi trường này, môi trường chánh pháp khác, môi trường sâu nữa nó khác. Bởi vì năm giác quan chúng ta luôn luôn có xu hướng là tiếp cận ngoại cảnh, và tiếp cận cái gì thì nó hấp thụ cái đó. Nếu chúng ta học 1 tuần 2 bữa thôi, thậm chí có thể là chúng ta học 1 ngày, 1 tuần học 1 ngày, 1 ngày học 10 giờ đồng hồ, cũng không có chất lượng bằng gì? Không có chất lượng bằng là 1 tuần học 4 buổi. Vì sao? Bởi vì 1 ngày 10 giờ đồng hồ giống như dây đàn keng, còn 6 ngày kia như dây đàn trùng sẽ thất bại. Mà nó dàn trải ra trong 4 ngày. Ngày hôm nay chúng ta học, ngày mai chúng ta làm việc. Nếu có chuyện gì đó nó không có vừa ý thì ngày kia chúng ta lại được Phật Pháp nhắc nhớ, và ngày nọ chúng ta lại công ăn việc làm, lại buông lung trong cuộc sống, rồi ngày tới lại có sự nhắc nhớ, và cuối cùng chỉ có 1 ngày tăng trưởng, đó là ngày thứ 7. 24/6 mới có giữ đạo tâm thôi, và ngày thứ 7 mới là ngày phát triển. Nếu như mất ngày thứ 7 chỉ còn 3 bữa thôi thì chương trình diệt Phật học sẽ thất bại. Có một vài thầy, có một vài hòa thượng lớn cũng nổi tiếng trong con đường hoằng pháp lợi sinh, có khuyên với thầy xã hội bận rộn nên cho Phật tử học ít lại. Thầy nói thưa ngài, học Phật pháp mà người ta nói bận rộn, trong khi thế gian người ta bận rộn không tiếc, bận rộn trong việc đời lại không thấy đủ, còn bận rộn trong Phật pháp một chút lại thấy quá nhọc nhằn. Như vậy thì không thể giải thoát được, và cuối cùng họ không có một sự tiến bộ nào, và cuối cùng họ cho rằng con thiết lập chương trình không có hiệu quả giải thoát. Cho nên rõ ràng trong thời gian, tâm tư và sự chuyển hóa Phật pháp nó thiết lập như vậy, nó sẽ sinh ra tác dụng như vậy. Minh tâm kiến tánh là ở điểm này, biết rõ tâm của chúng hữu tình và pháp như thế nào
để cho người ta liễu ngộ và tiến bộ dần dần. Thì ở đây chúng ta thấy đó là bình đẳng. Bác quan trai mỗi tuần một lần, chúng ta bình đẳng như vậy. Chủ nhật bình đẳng như vậy. Chúng ta cứ giữ đều đều trong Phật Pháp các cái giờ khóa sinh hoạt của Bồ Đề Phật Quốc. Còn nếu như ở tại nhà, chúng ta có thể thêm một chút công phu nữa. Thì thưa các vị, đây gọi là gì? Đây gọi là bình đẳng tu tập và nhiếp thọ. Không đắm nhiễm, không buông lung. Tức là không có lúc nào cũng gì? Cũng chỉ nghĩ tới chùa mà quên việc nhà. Cũng không gì? Cũng không có được quên việc chùa mà cứ nghĩ việc nhà. Đây là điều khó. Đây là điều khó. Có một vài Phật tử hỏi thầy một hai câu, thầy vẫn trả lời, tháng sau hỏi lại y chang. Và thầy biết những người này là hỏi cho có hỏi, hỏi đơn nghĩ rằng con quan tâm mà thôi. Nhưng trong tâm thầy thừa biết rằng ngôi chùa này không có trong tâm của họ. Cho nên những việc chùa họ không có ghi vô chút xíu nào ở trong tâm hết. Cho dù thầy nhắc tới nhắc lui nhiều cách nhiều kiểu, nhưng mà không có vô được chút xíu nào trong tâm đó. Thành ra cho vậy gọi là tâm buông lung. Còn nếu chúng ta chỉ biết việc chùa thôi mà quên những cái sinh hoạt khác tự nhiên, thì lúc bây giờ chúng ta vô trách nhiệm với cuộc sống mà chúng ta đang tồn tại. Hoặc giả chúng ta ở trong chùa mà không có toàn tâm toàn ý cho việc chùa, chúng ta lại nghĩ tới thế tục. Chúng ta như vậy là buông lung, không ở trong chánh niệm tinh thức, không ở trong thực tế của hoàn cảnh. Và chúng ta còn rơi vào tình trạng nữa là gì? Là chấp tướng. Cái này đẹp, cái kia đẹp, cái này xấu, cái kia xấu. Chấp tướng. Chấp tướng. Chấp tướng là cái bệnh trầm kha của chúng ta. Ai cũng bị điều này. Thấy cái gì đẹp, cái gì hay là chúng ta ngưỡng mộ. Nhưng làm sao để cho nó đẹp, nó hay? Chúng ta không xét tới khía cạnh đó. Như vậy thì thưa quý vị, trong sự tu tập, nếu như chúng ta tinh tấn quá sức cũng không được, mà chúng ta giải đãi biếng nhác cũng không được. Thế Tôn dạy chúng ta phải bình đẳng ở trong tu tập nhiếp thọ, không đắm nhiễm, không buông lung, không chấp tướng. Và sau khi Thế Tôn dạy như vậy, Tôn giả Nhị Thập Ức Nhĩ rút ra được bài học, và hy vọng cũng là bài học cho chúng ta ở trong hội chúng này. Tôn giả luôn luôn nghĩ về thí dụ dây đàn, và Ngài lặng lẽ trở về trú xứ của mình trầm tư tu tập. Sau một thời gian không lâu thì các căn trở nên thanh tịnh, lậu hoặc đã diệt sạch tâm, giải thoát thành A-la-hán. Đó là bài học cho chúng ta. Và sau đó thưa các vị, lúc bây giờ biết mình như vậy rồi, Tôn giả Nhị Thập Ức Nhĩ thấy ở trong tâm của Ngài có cảm giác hỷ lạc giải thoát. Đây là điều quan trọng. Chúng ta tu tập thấy mình không có sự giải thoát, càng tu càng buồn, càng tu càng chán. Phải xem lại pháp môn của mình, xem lại phương thức tu tập của mình như thế nào, cái gì gây trở ngại. Bây giờ các vị nghĩ xem, ở tại Bồ Đề Phật Quốc, nếu như đi so sánh với tất cả các cái đạo tràng trên nước Mỹ này, các vị trả lời cho thầy xem đạo tràng nào là tinh tấn nhất, đạo tràng nào là hoàn chỉnh nhất. Về mặt giáo nghĩa, về mặt phương thức, ở mình đây thiền cũng có, tịnh cũng có, mật cũng có, tất cả đều có sự soi sáng trong thánh giáo của Như Lai. Đại đa số các chùa trong tuần là nghỉ và ngơi, còn cuối tuần thì vài bữa,
phụng sự mọi người. Còn chúng ta thì sao? Nó tất bật từ thứ hai cho tới chủ nhật. Hình như chủ nhật là khỏe nhất. Có phải không vậy? Chủ nhật thì có buổi buổi chiều là thấy khỏe. Và đặc biệt là thứ bảy. Thứ bảy là từ sáng 9 giờ sáng. Khi mà nó trùng bắt quan trai vào các ngày đó nữa, rồi nó trùng pháp hội vào, nó trùng vào những cái này kia nữa, là chúng ta thấy chúng ta hết sức là siêng năng. Đây là một đạo tràng tinh tấn, nhưng không đến nỗi là tinh tấn thái quá. Chưa đến nỗi như vậy đâu. Chúng ta cũng phải định nghĩa điều này, chứ đừng đi tôi siêng năng hơn những người làm biếng. Thành ra những người làm biếng họ sẽ nhìn tôi là thuộc loại tinh tấn thái quá. Có chứ không phải không có. Có một vài thầy gần thầy không muốn gần. Thầy sao bây giờ thấy ông này cứ đi làm việc Phật sự hoài. Và các khi nói rằng là ôi ông mới lập chùa siêng năng vài năm mà nó khác. Mình thấy 10 năm chưa khác. Thì như vậy thì đó là thói quen. Và thầy thấy mình còn thua Đức Thích Ca Mâu Ni rất là nhiều. Mình so với Phật, Phật tinh tấn tới mức nào, còn chúng ta là gì đâu mà gọi là tinh tấn. Chưa đâu, chúng ta vẫn còn giải đãi biến nhát nhiều lắm. Như vậy thì ở đây chúng ta chiêm nghiệm lời dạy của Phật dành cho nhị thập ức nhĩ. Và chúng ta so sánh, chúng ta tu tập, chúng ta thấy chúng ta đang ở trong môi trường rất là tốt lành. Nhưng tại sao tâm chúng ta lại không có muốn gắn bó dài lâu? Tại vì chúng ta không tìm được an vui ở trong môi trường này. Nhưng thưa các vị, đã chắc gì môi trường khác có sự an vui hơn? Mỗi môi trường nó đều có những cái khó nhọc của nó. Nhưng đến môi trường khác nó có những phức tạp của nó. Rồi chúng ta lại đi. Và chúng ta đi đâu? Cho nên trong tâm của chúng ta tu tập, chúng ta không có biết cân nhắc cái gì khinh, cái gì trọng, điều gì lợi, điều gì hại cho bản thân của mình. Và Đức Phật đã dạy chúng ta, nơi nào có chánh pháp phải nỗ lực giữ mình ở nơi đó, an trú nơi đó dài lâu. Bởi vì chúng ta là người quy y chánh pháp, quy Phật, quy pháp mà chánh pháp có mà chúng ta bỏ đi, rõ ràng tâm chúng ta không còn quy y pháp nữa. Chỉ có ý nghĩ đó nó mới khiến chúng ta rời khỏi chánh pháp mà thôi. Mà một khi rời khỏi chánh pháp thì chắc chắn nó đi vào trong phi pháp và thế gian pháp. Phi pháp thì đọa lạc, thế gian pháp thì chìm đắm. Tất nhiên nhân quả không có thể nào khác đi được. Vậy thì ở đây chúng ta học bài học của tôn giả nhị thập ức nhĩ. Tu tập giữ mình dài lâu ở trong pháp mới thấy được giá trị của nó. Và lúc bây giờ Ngài thấy ở trong tâm của Ngài, ở trong tâm của Ngài nó hiện ra giác, gọi là cảm giác hỷ lạc của một người giải thoát. Và Ngài đến thăm viếng Đức Thế Tôn, đến Ngài trình bày lên sự chứng đắc, trình bày lên cái cảm thọ và giải thoát của Ngài như thế nào. Tất nhiên Ngài cũng muốn cầu xin sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn. Trước kia Ngài ngồi nghỉ một mình, Đức Thế Tôn chứng biết. Hôm nay Ngài đến trước mặt Đức Thế Tôn đánh lễ và trình bày lên suy nghĩ rõ ràng. Nếu như có điều sai quấy, chắc hẳn Thế Tôn sẽ gì? Sẽ quở trách, sẽ khai thị, sẽ chỉ bày thêm cho. Và Ngài nói rằng, bạch Đức Thế Tôn, trong pháp của Thế Tôn con đạt được A-la-hán. Cái đây á, là có thể là tự xưng hay không? Lát nữa chúng ta sẽ hiểu. Đoạn tận các lậu, việc cần làm đã làm xong, rời bỏ gánh nặng, đạt được mục đích của mình. Dứt sạch các hữu kết, chánh trí tầm giải thoát. Trong lúc đó được giải thoát trong sáu xứ. Sáu xứ là những gì? Đó là giải thoát ly dục, giải thoát lìa uế, giải thoát viễn ly, giải thoát ái tận, giải thoát các thủ, giải thoát tâm không sao lãng. Chúng ta có thể hiểu rằng là
Tâm của chúng ta thường bị sáu điều này quấn chặt. Thầy dùng chữ quấn chặt nghĩa là nó quấn chặt hết rồi, rất là khó thoát ra. Nó bó cứng mình còn hơn là nó bó cái cây trái lụa. Nó quấn chặt như vậy đó, mình thoát ra không được. Và mình hành động theo sự chi phối của nó. Tâm đó là gì? Là dục tham. Dục tham. Rồi gì? Sân nhuế, rồi kiết sử, rồi ái nhiễm, rồi chấp thủ, rồi trạo cứ sao lãng. Đó là sáu cái loại tâm mà tôn giả nêu ra là Ngài đã giải thoát nó. Và Ngài đưa ra ba khẳng định như là ba tiếng chuông to lớn cho cuộc đời. Ba tiếng chuông to lớn cho cuộc đời cảnh tỉnh tâm tu học của tất cả tư chúng. Đó là gì? Bạch Thế Tôn, nếu có người nào dựa vào một ít tiếng tâm mà bảo là ly dục giải thoát, điều này không đúng. Dựa vào một ít tín tâm, chúng ta có niềm tin vào tam bảo, chúng ta đội tam bảo trên đầu, và chúng ta nghĩ rằng mình nhất định sẽ được sự giải thoát, và mình đang là một người giải thoát bởi vì mình có tín tâm thuần khiết không ai hơn. Bạch Thế Tôn, nếu có người nào dựa vào một ít tín tâm mà bảo ly dục giải thoát, điều này không đúng. Đoạn tận tham nhuế si, đó mới là chân thật ly dục giải thoát. Đoạn tận tham nhuế si, tham tức là tham lam, tham dục, nhuế tức là gì? Là sân nhuế, si tức là si mê vô minh. Đó mới chính là chân giải thoát. Điều đầu tiên Ngài khẳng định rằng tín tâm chưa có đủ. Chúng ta niềm tin không chưa có đủ. Chúng ta phải bằng trí tuệ và đoạn trừ ô nhiễm trong nội tâm của mình. Đó mới là điều quan trọng. Phật tử chúng ta dừng lại ở chỗ những sinh hoạt tín tâm, cùng lắm đó chỉ là tín ngưỡng. Và Phật giáo Việt Nam của chúng ta đang dừng lại ở trong sự tín ngưỡng. Tuy hình thức to lớn lên, chùa chiền to lớn lên, người ngựa thì đông đảo hơn, nhưng mà chỉ dừng lại ở trong chỗ tín tâm, phát triển một chút ít học vấn, chỉ mang tính là gì? Thưởng thức một hai khía cạnh, một hai quan điểm thôi. Thực sự không có đủ đem hiểu biết đó vào ở trong tâm tư và chuyển hóa tâm tư của mình. Vì vậy cho nên đại đa số đông đảo nhưng mà không làm cho Phật giáo sáng ngời. Đó là do dừng lại trong chỗ tín tâm. Thứ hai là gì? Ngài nói rằng nếu có người nào chỉ dựa vào một ít việc trì giới mà bảo rằng ta được lìa nhuế giải thoát, điều này cũng không đúng. Tức là tuân thủ ở trong những cái giáo điều mà Thế Tôn dạy dỗ chúng ta và giữ gìn như vậy, sinh hoạt như vậy, không vi phạm những điều Thế Tôn đã chế định. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy đoạn tận tham nhớ si, đó mới chính là giải thoát. Thành ra giữ giới để giúp chúng ta giải thoát, chứ không phải giữ giới biến thành một sự ràng buộc. Có nắm được điều này không? Nếu có người nào lại chỉ dựa vào sự tu tập để có lợi dưỡng mà bảo là đã viễn ly giải thoát, điều này cũng không đúng. Tức là sự tu tập, dựa vào sự tu tập để có lợi dưỡng. Chữ này chúng ta nghĩ như thế nào? Chúng ta quán chiếu trong cuộc sống hiện tại mà xem. Có người xuất gia nào vì lánh nặng tìm nhẹ không? Có người xuất gia nào vào ở trong chùa và dựa vào ánh hướng của Phật Pháp để tìm cớ sinh nhai cho mình, sự tồn tại của mình hay không?
Có Phật tử tại gia nào dựa vào ảnh hưởng của Phật giáo được kiếm lợi dưỡng trên đó hay không? Hả? Quá nhiều. Quá nhiều. Dựa vào bóng dáng của Phật, dựa vào danh nghĩa hộ trì chánh pháp, dựa vào sự tu tập, dựa vào đạo đức của Phật giáo, ở trong đó khai thác du lịch, khai thác thương mại, thậm chí còn lôi bè kết đảng để ngồi lại với nhau và tạo ra một số lợi dưỡng theo cái sở thích của mình, nhân danh tổ chức kỷ niệm ngày đản sinh của Phật để kiếm những lợi dưỡng cho bản thân của mình. Những điều như vậy có không? Đầy dạy, đầy dạy. Dựa vào sự tu tập như vậy, rõ ràng là tâm của họ không có gì, không có xa lìa tham, nhuế và si. Tâm của ta không có xa lìa tham, nhuế và si, thì tâm của chúng ta làm sao giải thoát? Cái gì khiến chúng ta không giải thoát? Bởi vì tham quấn chặt tâm chúng ta. Tâm chúng ta bị sân, bị si, nó lôi kéo trói buộc trong đó. Những điều này chúng ta thấy là một hiện tượng, là một thực tế đang diễn ra, mang tính xu thế thời đại. Xây chùa làm thắng cảnh du lịch, rủ nhau đem bia bột rượu thịt vô trong đó, bày ra bên hệ chùa để mà nhậu nhẹt. Có các vị có thể không thấy, thầy thấy. Xin giấu tên, các vị cứ đi những ngôi chùa mà phát triển du lịch đó. Những người du lịch là những người đi vui hướng nghỉ ngơi, chứ đâu phải là người tu tập. Và dĩ nhiên họ ăn được cái gì họ ăn, hướng được cái gì họ hướng, họ thỏa mãn cái sở thích nhìn cảnh đẹp, họ đi tìm kiếm. Như vậy thì làm sao mà đến sự giải thoát? Rõ ràng giá trị của đạo Phật lúc bây giờ chỉ để là cái gia tài bảo bối giữ gìn, chứ không phải để nó đem đến an vui giải thoát đích thực. Vì vậy cho nên ba tiếng chuông của tôn giả cảnh tỉnh cho chúng ta. Thứ nhất, chúng ta dựa vào một ít tiếng tâm. Thứ hai, nhân danh mình đạo đức giữ giới. Thứ ba là gì? Là nhân danh là gì? Là Phật giáo để mà tìm cầu lợi dưỡng. Ba điều này nó quấn chặt tâm chúng ta, nó đỡ trong tâm chúng ta đầy đủ tham dục sân nhớ và si mê, thì không bao giờ chúng ta có thể giải thoát được. Chúng ta có siêng là siêng ở trong đó, có lười biếng cũng lười biếng ở trong đó, không thể tạo ra sự giải thoát. Cho nên ngài mới nói rằng đoạn tận tham nhuế si, và đoạn tận tham nhớ si cũng tức là lìa ái. Ái, cái gốc ái là một, cho nên nó mới tham, tham được mới sân. Hả? Mà không biết rằng làm như vậy hại mình, trên đó là si. Cho nên tham không chịu bỏ si xuống, đó lại là ái, phải không ạ? Rồi sân cũng từ ái, mà tham cũng từ ái, cho nên cái gốc ái ra ba nhánh tham sân si. Đoạn trừ tham sân si tức là lìa bỏ gốc ái. Mà lìa bỏ gốc ái thì không còn gì chấp thủ, cho nên lìa bỏ được gốc thủ. Mà lìa bỏ được gốc thủ thì cũng gọi là lìa sao lãng buông lung, mà đi vào trong sự giải thoát. Nắm được chưa hả? Đó. Như vậy bạch Đức Thế Tôn, các tỳ kheo chưa đắc A-la-hán, chưa đoạn tận các lậu, không được giải thoát ở trong sáu xứ này. Đó là ở trong sáu phương diện. Phương diện gì? Phương diện ly dục, phương diện lìa nhuế, phương diện viễn ly, phương diện ái tận và phương diện gì? Phương diện thú, phương diện sao lãng. Sáu phương diện đó, nếu như chúng ta chưa có thể giải thoát được, thì chúng ta phải làm sao? Ngài khai thị chúng ta, đây là điều quan trọng vô cùng. Ngài khai thị như sau. Nếu có tỳ kheo nào còn ở nơi học địa
chưa niết bàn an lạc tên thượng. Tức là ở trong cái địa vị phàm phu chưa được niết bàn an lạc tên thượng, tức là cái lạc ở trong quả niết bàn chưa được cái này, mà tu tập tâm hướng về, mà tu tập hướng về an trụ tâm, hướng về an trụ tâm. Bây giờ tức là hướng tới sự an trụ tâm của mình, thì bây giờ thành tựu được hợp giới. Tức là trong sự tu tập chúng ta hướng đến sự thành tựu, thì chúng ta đầu tiên là phải gì? Phải ở trong giới, trân trọng giới, giữ gìn giới, rồi từ đó mà học tập. Học tập việc này, học tập việc kia. Học là ghi nhớ, tập là làm theo. Học và tập làm theo, ghi nhớ và làm theo sự chỉ dẫn của kinh điển. Và như vậy sau đó lậu tận mới gì? Mới đoạn được hết. Và từ đó mà được vô lậu giải thoát, cho đến tự biết không còn tái sanh đời sau. Và ngay lúc ấy, ngay lúc bây giờ, vô học giới, vô học các căn sẽ được gì? Sẽ được thành tựu. Ngài cho một ví dụ như là một đứa trẻ. Một đứa trẻ, Ngài nói rằng như đứa trẻ mới sinh ngu ngơ còn nằm ngửa, chưa có một thời gian các căn đứa trẻ mới được. Tức là sau đó một thời gian các căn sinh trưởng, đứa trẻ đó mới được gọi là trưởng thành. Cũng giống như là một đứa bé, một em bé sinh ra, chân thì chưa có đứng lên được, tay thì cũng chưa cầm nắm được thức ăn, thân căn thì cũng không có thể nào mà mang vác được cái gì, mắt thì cũng không có biết nhìn cái gì, tay cũng chẳng có phân biệt được gì, phải không? Qua một thời gian, đứa trẻ này được nuôi dưỡng trong một môi trường học tập, trong một môi trường trướng dưỡng, ăn uống, rồi trướng dưỡng cái thân căn lên, thì lớn lên sau thời gian mới gọi là người trưởng thành. Chúng ta cũng như vậy, tâm chúng ta giống như là đứa trẻ vào ở trong đạo, tính căn chưa thành, mọi thứ chưa có hoàn thiện, tuệ căn chưa có xây dựng được. Thành ra trước tiên chúng ta mong mỏi được sự an trú trong pháp, thì tâm của mình phải dành trọn vô ở trong pháp. Dành trọn bằng cách nào? Chúng ta nhớ năm giới mình đã thọ trì, bảy tám giới mình đã phát nguyện trong ngày hôm nay, rồi sau đó thì sao? Trướng dưỡng tâm giải thoát của chúng ta bằng giáo pháp Như Lai, mà Bồ Đề Phật Quốc là môi trường trùng tuyên tất cả thánh giáo của Như Lai trên phương diện Tam Tạng Kinh Lục Luận. Chúng ta nuôi dưỡng nó như vậy, trướng dưỡng nó như vậy một thời gian, thì thưa các vị, pháp thân của chúng ta nó có trướng dưỡng lên không? Huệ căn chúng ta nó có lớn mạnh lên hay không? Nó sẽ được như vậy. Thì như là một đứa trẻ, như là nuôi dưỡng một con người, chúng ta cứ quán chiếu hình ảnh này thì chúng ta thấy, rồi dần dần chúng ta tự thành tựu những căn vô lậu mà chúng ta phát nguyện hướng đến. Lúc bây giờ chúng ta sẽ có một năng lực. Năng lực của một người trưởng thành như thế nào? Ngài nói rằng nếu bây giờ mắt thường phân biệt sắc vẫn không hề phương hại tâm giải thoát tuệ giải thoát. Tức là mắt của một vị A-la-hán họ vẫn nhìn sắc, họ vẫn nhìn bao nhiêu thứ, nhưng mà nó không có phương hại đến tuệ giải thoát, tâm giải thoát của vị ấy. Ý an trụ chắc chắn bên trong tu vô lượng thiện giải thoát và quán sát sanh diệt cho đến vô thường. Do vậy mà tai phân biệt tiếng, mũi phân biệt mùi hương, lưỡi phân biệt vị, thân biết xúc chạm, ý phân biệt được pháp trần, vẫn không hề phương hại tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đây là sự thành tựu. Như đứa trẻ thì có thể tự làm hại mình,
Còn một người lớn thì biết nên làm gì và ngừng lại ngang đâu, vì ý đã an trụ chắc chắn bên trong vô lượng, bên trong tu vô lượng thiện giải thoát cùng quán sát sanh diệt. Lúc bây giờ tâm của người này như là núi đá lớn ở giữa gần thôn ấp, như một hòn núi đá to lớn gần thôn ấp, không gì, không bị chẻ đứt, không bị đập vỡ, không bị đục thủng vì núi đá dày chắc. Giả sử như có gió bốn phương nổi lên thì cũng không làm cho nó lay động được, không thể xuyên thủng qua được. Người trí giữa thị phi như núi đá kiên cố, không gió nào lay động. Đó là vậy, tâm kiên cố cho dầu kế núi ngửa núi nghiêng, núi ngã núi nghiêng, tâm không lay động. Bởi vì tâm của chúng ta được sự soi sáng rõ ràng trong chánh pháp, tự thân mình đang soi sáng rõ ràng trong chánh pháp. Người vô học kia cũng là như vậy, mắt thường phân biệt sắc cho đến ý thường phân biệt pháp trần vẫn không hề phương hại tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Vì ý đã an trụ vững chắc nên trong tu vô lượng thiện giải thoát cùng quán sát sanh diệt. Đó là những gì mà Ngài thấy. Và ngoài ra Ngài còn nói một bài kệ tán thán hạnh nguyện của Phật và gì? Và những gì Ngài đã biết được. Lúc bây giờ các vị tỳ kheo nghe khoáng hí vô cùng. Và khi Đức Thế Tôn thì yên tĩnh. Sau đó thập nhị ước nhĩ đánh lễ Phật và lui ra. Khi thập nhị ước nhĩ đi chẳng bao lâu, Đức Thế Tôn nói: người có tâm khéo giải thoát nên tuyên bố như vậy, giống như là nhị thập ức nhị bằng trí tuệ mà tuyên bố, không phải là tự cao. Không phải nói rằng là mình chứng A-la-hán là tự cao hay là mạng quá mạng, tăng thượng mạng. Vì sao? Bởi vì nếu Phật không có ấn chứng điều này thì người đời họ có thể là suy diễn như vậy. Cho nên Đức Phật nói rằng nhị thập ức nhị bằng trí tuệ mà tuyên bố, không phải tự cao, cũng không phải coi rẻ người, nói đúng nghĩa của nó, không phải như những người tăng thượng mạng không đạt được nghĩa đó mà tự khiến mình được pháp hơn người để tự mình phải chuốc lấy tổn giảm. Đây chính là lời ấn chứng của Phật. Và như thế chúng ta biết rằng nhị thập ức nhị là một vị A-la-hán. Thưa đại chúng, tu tập hãy học theo bài pháp này thật cẩn thận. Giai điệu tu tâm của tôn giả nhị thập ức nhĩ đớ lại cho chúng ta bài học sâu sắc, đó là như người lên dây đàn, đừng để căng quá, cũng đừng để cho trùng quá, mà thiết lập một thời khóa công phu, một hạnh nguyện hẳn hoi và kiên trì qua thời gian, kiên cố ở trong nó, thì lúc bây giờ lạc pháp thanh tịnh sẽ tự đầy đủ, sẽ xuất hiện một cách trang nghiêm, và tâm chúng ta dần dần sẽ đi vào trong sự chân giải thoát. Đây là bài học sâu sắc cho chúng ta trong ngày hôm nay. Cảm ơn các vị đã lắng nghe, chúng ta dừng ngắn đây. Nguyện đêm công đức này hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời.